Trúc Linh kính chào quý vị khán giả người Việt TV đến với bản tin cuối tuần hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 12 năm 2023 và thưa quý vị hôm nay đặc biệt với sự trở lại của nhà báo Mai Phi Long. Nào xin chào anh. Xin chào Trúc Linh. Lý do Sài Gòn không lớn nhưng mà như cả tháng này chúng ta mới đi đột nhau một lần nữa. Vâng <laughs> yeah. và bây giờ thì chúng ta chỉ còn hai tuần nữa là đã đến Giáng sinh rồi thì không ừ. biết là mấy hôm nay anh Mai Phi Long đã mua cây thông để trang trí chưa? À không có thời giờ để đi mua cây thông nhưng mà phải lo chuẩn bị bày vỡ để cho tới mùa Giáng sinh. Yeah. Uh, thưa quý vị nói đến uh, Giáng sinh thì um, chúng ta biết là mỗi một năm theo cái số liệu của the American Christmas Tree Association thì có khoảng là 25 cho đến 30 triệu cây thông thật được bán ừ. ra tại Mỹ và anh Phi Long có biết là có 35 loại cây thông được trồng tại Mỹ. À. Nhưng mà tại California chúng ta thì chỉ có một số loại phổ biến ví dụ như là Noble Fir, Northman Fir và Dollar Fir thì không biết là bình thường. Thì Năm nay là chúng lên mua bao nhiêu cây thông? Và không biết anh thì anh thích cây thông thật hay là cây thông giả? À, cây thông thật đó thì nó có cái mùi thơm đặc yeah. biệt, mình giữ trong nhà cả tháng rồi nó vẫn nó vẫn còn cái mùi thơm đó. Cây thông giả thì nó có một cái đỡ hơn là mình không phải là quét dọn gì nhiều, nó không ừ. bị rộp, nó không bị ấy. Nhưng mà cái thông thật lúc nào nó cũng làm cho mình có một cái cảm giác là à cái gì xin. đó nó giá yes. <laughs> Dạ, yeah, em cũng vậy, em vẫn ưu tiên là cây thông thật hơn mặc dù là cây thông giả thì mình có thể ừ. năm sau tái sử dụng tiết kiệm tiền, ừ. nhưng mà mình không có ngửi được cái mùi đặc trưng yeah. của cây thông. Ừ. À dạ thưa quý vị, xin mời quý vị xem bản tin ngày hôm nay thì trước tiên thì xin điểm lại một vài thông tin liên quan đến các ứng cử viên cộng hòa và cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 và như nhiều người mong đợi thì sẽ nhìn thấy một cái cuộc bứt phá nào đó trong cái cuộc tranh luận lần thứ tư diễn ra vào đêm 6 tháng 12 vừa qua giữa bốn ứng cử viên của đảng cộng hòa đó là thống đốc của tiểu bang Florida ông Ron DeSantis, cựu đại sứ Mỹ tại Liên hiệp quốc là bà Nikki Haley và cựu tổng thống của tiểu cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey là ông Chris Christie và doanh nhân Ramaswamy. Tuy nhiên thì lại không có một cái sự bứt phá nào rõ rệt. Và theo trang Five thì hiện tại thì ông Trump vẫn đang dẫn trước với một cái vị trí cách rất xa người thứ hai. Tỷ lệ của ông ấy là 59.3%, còn ông Ron DeSantis là 12.6%, còn bà Nikki Haley là 11.6% và ông Ramaswamy là 4.8% và ông Christie là 2.8% tuy nhiên thì theo nhận định của riêng trang political thì ông the Centis nổi bật hơn ba ứng cử viên còn lại là bởi vì không có ông trump trong cái cuộc tranh luận đó trang này cũng dẫn lời các chuyên gia cho thấy là cái cuộc tranh luận này không ảnh hưởng nhiều đến các quyết định của cử tri bởi thứ nhất là tỷ lệ ủng hộ dành cho ông trump là quá lớn và thứ hai là cuộc tranh luận chỉ được phát sóng trực tiếp trên đài news nation và xin up view cho nên là chỉ tiếp cận được một cái lượng khán giả nhỏ mà thôi. Và chúng ta có thể nói là trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì cái cuộc bầu cử năm 2024 có lẽ sẽ là cuộc bầu cử gây tranh cãi nhiều nhất, có nhiều vấn đề nhất bởi vì cả hai ứng cử viên đều đã quá già. Và đại diện Đảng Cộng hòa lại là một cái người từng bị chụp hình mất sót và bị ra tòa vì cáo buộc hình sự. Nhưng mà có nhiều người dự đoán là biết đâu sẽ có những cái bất ngờ ở vào phút chót, đặc biệt là trong tháng 3 tới. Thì thưa anh là liệu cái tình thế này, cái bất ngờ đó có thể xảy ra hay không? À, cái chuyện này thì chúng ta nghe trong là cái lời nói của ứng cử viên uh, ông Chris Christie, cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey. Ông nói rằng là um, ông Donald Trump nhiều khi sẽ không có mặt ở tại cái cuộc bầu cử sơ bộ nào đó sắp tới trong thời gian rất là gần đây, ừ. à, những cái cuộc bầu cử ở từng tiểu bang, chưa chắc là ông Trump có mặt là bởi vì nhiều khi ông đã bị gọi là bị bỏ vào tù rồi. Tại bởi vì những cái vụ kiện à, đang đang xảy ra, trong đó có ba vụ kiện liên bang và một vụ kiện dân sự của tiểu bang New York thì vụ đó chỉ đền tiền thôi. Nhưng mà à, cái lời nói của ông Chris Christie khi mà ông nói để mà phản pháo lại cái chuyện thứ nhất là ba ứng cử ba ứng cử viên còn lại là thống đốc on the DeSantis thứ hai là bà Nikki Haley là cũng là một cựu thống đốc rồi ông uh, doanh nhân Vivek Ramaswamy thì ba ông ba người này trong tất cả hầu như bốn cuộc tranh luận vừa qua mỗi lần mà nhắc đến ông Donald Trump là họ đều coi như là họ đều rút vòi lại cái lý do không phải là họ uh, họ không phải là họ không dám đương đầu với ông Trump nhưng mà họ muốn lấy lòng những cử tri đang ủng hộ cho ông Trump ừ. nhưng mà khi mà họ làm như vậy thì làm cho là cái uh, tính cách cá nhân của mỗi một người trong ba ứng cử viên đó nó không có gì nổi trội hết thì ông Ron uh, ông Chris Christie thì lại rất là mạnh mẽ trong cái việc việc mà phân biệt rõ ràng ông là ai và ông Donald Trump là ai thì hồi nãy là Trúc Linh có nói là political họ có nhận định là trong cái cuộc uh, tranh luận vừa rồi là ông Ron DeSantis có vẻ nổi bật hơn nhưng mà cá nhân tôi nghĩ rằng là ông Chris Christie trong cái cuộc tranh luận thứ tư vừa rồi ông nổi bật hơn hết tất cả mọi người mặc dù nói chung trong toàn bộ cái cuộc tranh luận vừa qua đó thì chúng ta thấy là một cái cuộc uh, đánh võ bên lề hmm. chứ không phải là một cái cuộc thượng đài chính tại vì bởi vì cái người nhân vật chính là ông Donald Trump là cái người đang dẫn đầu của của các ứng cử viên đảng cộng hòa ông không có mặt, yeah. rồi mà khi mà đang đánh nhau để tranh giành cái vị trí mà ông Donald Trump cũng tranh giành mà ba người kia lúc nào cũng tìm cách tránh né thì chúng ta thấy rằng là rốt cuộc đánh này đánh cuội cho vui thôi chứ chứ không có gì là thực tế yeah. nhưng mà tuy nhiên trong giữa bốn người này thì ngày hôm đó chúng tôi thấy rằng là ông Chris Christie lại là một người nổi bật thứ nhất về cái chuyện mà hồi nãy vừa nói với trúc linh đó là, là ông phân biệt giữa ông và ông donald trump rất là rõ cái thứ hai ngày hôm đó ông cũng là một người đàn ông ga lăng khi mà ông tỏ ra ông binh vực cho bà nikki haley khi mà bà nikki haley bị cái ông uh, vivek uh, ramaswamy uh, tấn công mà tấn công cái khái là thượng vàng hạ cám đánh below the bell, <laughs> thì ông cứ, cứ là người đứng đứng ra binh vực nhưng mà ông cũng khẳng định sau cái ngày hôm sau rằng là, là tôi binh vực là bởi vì cái ông kia ông nói nhảm quá ông dùng một cái từ trong tiếng anh mà mình nghe nó cũng hơi 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 thô bạo smart ass nhưng mà uh, nó cũng, nó cũng đúng cái trường hợp như vậy thì ông nói là tôi với bà Nikki Haley những ngày tới chúng tôi cũng không phải là đồng minh gì với nhau nhưng mà cái chuyện ông kia tấn công vớ vẩn quá tinh bạch đinh đành tôi phải nói thì ngày hôm đó thì ông Chris Christie là cái người uh, thứ nhất đàn ông ga lăng bảo vệ bà Nikki Haley dưới cái sự tấn công của ông kia. Cái thứ hai, ông cũng tấn công những cái câu nói của ông Ron DeSantis, làm cho người ta thấy rằng là thứ nhất, ông Ron DeSantis không đủ bản lãnh để mà đối đầu với một đối thủ như Donald Trump. Ông Ron DeSantis không có đủ bản lãnh để trở thành một tổng tư lệnh quốc gia khi ừ. ông Ron DeSantis lúc nào cũng né tránh một cái câu hỏi, trả lời câu hỏi trực tiếp. Ông không trả lời, ông cứ nói vòng vo vò một cái câu chuyện gì đó, ông mới đưa đến cái câu trả lời thật sự của ông. Thì với, với với anh thì anh nghĩ rằng là ông Chris Christie ngày hôm đó là cái người nổi bật hơn Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa rằng là uh, ông sẽ đạt một cái chiến thắng nào đó đến, dạ. đến cuối cùng Tỷ lệ ủng hộ cho ông Chris Christie hiện nay thì chỉ có 2.8% mà thôi Thì cho nên chúng ta vẫn không cũng, biết cũng, được Cũng tùy, cũng tùy uh, Thăm dò của CNN á, thì là ủng hộ cho ông Chris Christie là 12% ừ. Bà Nikki Haley khoảng chừng 18% 18, yeah. ông Ronald Sanchez 20. À, bây giờ cái cái tỷ lệ mà của thấp nhất bây giờ là là, là của ông, uh, ông... Dạ. Yeah. Yeah. À, tuy nhiên thì chúng ta còn nhớ là ông Chris Christie hồi những năm những lúc đầu á, thì ông ấy ủng hộ ông Trump trong thời gian đầu những năm đầu ông Trump làm tổng thống thì ông ấy ủng hộ ông Trump rồi sau đó ông ấy không còn ủng hộ nữa cũng giống như bà Nikki Haley bà ấy đã đã từng ủng hộ ông Trump và bà ấy từng nói rằng là tôi sẽ không bao giờ ra tranh cử để đối đầu với sếp cũ nhưng mà cuối cùng thì bà ấy cũng là người ra tranh cử mà bây giờ lại chống đối ông Trump tuy nhiên thì như anh nói là trong cái cuộc tranh luận vừa rồi thì cả ba ứng cử viên là ông Ramaswamy và Nikki Haley và ông Ron DeSantis đã không thể hiện được một cái bản sắc riêng, cho nên là đó là cũng là một cái điểm yếu của ba người này. Nhưng mà phía những đảng viên Cộng hòa thì họ cho rằng là nếu như chọn ông Trump làm người đại diện thì có thể có những cái rủi ro bởi vì nếu như ông Trump dính vào rắc rối pháp lý trong những cái phiên tòa vào tháng 3 tới, thì những người mà họ nghĩ rằng họ sẽ vote cho ông Trump thì họ sẽ chuyển sang vote cho ông Joe Biden. Thành ra nếu như mà chọn ông Ron DeSantis hoặc là bà Nikki Haley thì vẫn có một cái sự an toàn hơn là chọn ông Trump. Yeah, trong chuyện này, Trúc Linh nói chuyện đó cũng có phần rất là hữu lý. Thứ nhất là chúng ta nhìn vào cái thực tế vào cách đây một tuần, thì cái gia đình Koch là một cái gia đình là tài trợ cho đảng cộng hòa rất là mạnh mẽ trong nhiều thập niên vừa qua. Và họ đã quyết định là họ chọn bà Nikki Haley. Ừ. Họ đầu tư tiền vào cho bà Nikki Haley. Và bà, vì họ tin rằng là chọn ông Donald Trump đại diện cho đảng Cộng Hòa trong năm cái mùa 2024 là không thắng. Ông đã từng thua. Và cái điều chúng ta cũng nên nhớ quan trọng là lá phiếu quyết định lại là cái lá phiếu của những cử tri trung dung. Và ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa là những đảng viên Cộng Hòa trung dung. Yeah. Rồi khi ra cái cuộc tổng tuyển cử còn những người mà à, cử tri mà độc lập, những cử tri độc lập đó sẽ là những người cử tri sẽ làm cho cái cái cán cân cái cuộc bầu cử nó đi nghiêng về phía nào thì cái đó là một cái điều mà bên phía những người mà họ nhìn toàn bộ vấn đề thì họ thấy là ok bầu cho những người khác như bà Nikki Haley thì nó sẽ có nhiều cái cơ cơ hội cho đảng cộng hòa thắng nhưng mà một cái chuyện đặc biệt nó tại sao họ chọn bà Nikki Haley là thứ nhất Đảng Cộng hòa trong thời gian vừa qua họ lựa chọn cái chủ đề phá thai là một trong những cái đủ chủ đề chính trong các cuộc tranh cử, nhưng mà từ từ cái cuộc tranh cử bầu cử sơ bộ năm 2022 sang qua cuộc bầu cử vừa rồi ở tại Ohio cho thấy là cái chủ đề phá thai là chủ đề nó không được lòng cử tri, yeah. đặc biệt là cử tri ừ. nữ. Trong khi đó giữa các ứng cử viên chỉ có một mình bà Nikki Haley bà nói rằng quyền đó quý vị phải cân nhắc để cho cái người mẹ họ quyết định. Yeah. Thì cái cái sự mà xoay chuyển như vậy đó có thể làm cho lấy lòng được cái cử tri nữ ở bên phía Cộng hòa. Dạ. Yeah. Và nói đến um, những ứng cử viên mà đang tranh cử tổng thống thì trong tuần này, ông Joe Biden đương kim tổng thống có nói một cái câu như thế này, ông ấy ra tranh cử là bởi vì ông ấy không muốn ông Trump giành chiến thắng chứ yeah. bản thân ông ấy không muốn làm tổng thống nữa. Và cái câu này thì chúng ta nhớ là trước khi mà trong cái thời gian mà tranh cử hồi năm ừ. 2000 thì ông ấy cũng nói rằng là 2020 chứ. Dạ yeah, sorry, 2020. <laughs> thì ông ấy cũng nói rằng là tôi chỉ muốn làm tổng thống một nhiệm kỳ mà thôi bởi vì tôi muốn hàn gắn nước Mỹ và nước Mỹ đang chia rẽ. Tôi chỉ cần một nhiệm kỳ mà thôi để làm điều đó nhưng mà thực sự thì chúng ta nhìn thấy là ông ấy không thể nào làm được cái chuyện đó. Và bây giờ ông ấy tiếp tục tranh cử lần thứ hai, tái tranh cử thì ông ấy nói rằng tôi tái tranh cử chỉ vì không muốn ông Trump chiến thắng. Dạ. Yeah. Yeah. Thì chúng ta thấy thông qua những cái chuyện như vậy chúng ta thấy rằng nói vui thôi là những cái người làm chính trị gia thì họ rất là giỏi nói và chúng ta cũng thấy rằng hầu hết những người là chính trị gia thì họ tốt nghiệp từ những cái trường đại học luật nổi tiếng à. cho nên là họ nói như thế nào ý, cũng ý, được. Ý, ý Trúc Linh là luật sư là những người là nói giỏi phải không? Dạ đúng rồi. À, dễ bắt bẻ, dễ biện luận dễ biện luận họ nói xoay trở yeah, họ có thể là nói nói tới nói lui nói ngược nói xuôi gì cũng được cho nên chúng ta thấy hầu hết là những người làm chính trị gia đa số đều tốt nghiệp từ những cái trường đại học luật nổi tiếng ví dụ lấy ví dụ như là nếu mà trường luật harvard thì chúng ta có là cựu tổng thống obama nè rồi ông thượng nghị sĩ ted cruz của tiểu bang texas hay là thượng nghị sĩ tom cotton của tiểu bang arkansas hay là thượng nghị sĩ mick romney của tiểu bang utah hay là ông adam schiff của california vân vân đó là những người đều tốt nghiệp từ những cái trường đại học luật. À, tại sao nói đến đó thì anh Long lại cười cười? À, anh suy nghĩ là vì ông Ronald Reagan lại là tài tử ấy mà. Dạ. Ô, ông không ông không có đi học luật. Dạ nhưng ông làm đa diễn viên. Số... Nhưng mà có một cái là tất cả đều là diễn viên hết. Dạ. Đa số, đa số, uh, hầu hết những người làm chính trị gia là những người tốt nghiệp từ trường đại học luật, cho nên họ rất là giỏi nói. Mà nói đến ông Tess Rui thì không biết là anh Mai Phi Long có nhớ một cái câu chuyện nào nổi bật về ông ấy hay không? Về cái chuyện nói nhiều. À, ông Ted Cruz ông 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 nói khá là nhiều và ông nói cũng rất nhiều chuyện linh tinh mà cái chuyện lớn nhất của ông đó là ông là thứ nhất là ông là người lúc nào cũng đòi là hủy bỏ Obamacare. Yeah. Nhưng mà khi vợ ông mất cái job ở tại mình Sachs thì họ không còn được cái bảo hiểm từ công ty nữa. Thì cái sự lựa chọn bảo hiểm y tế đầu tiên của ông Ted Cruz là Obamacare. Oh. Thì cái cái chuyện đó nhưng mà sau này ông uh, uh, ông qua cái cái giai đoạn đó, ông trở thành cái gì đó rồi, ông lại được uh, bảo hiểm trở lại ở uh, một cái công ty khác hay là vợ ông không có có liên quan nữa thì thì rốt cuộc đó, thì ông mới được là bảo hiểm khác. Nếu không thì ông vẫn tiếp tục giữ Obamacare, nhưng mà khi ông không còn giữ Obamacare nữa thì ông lại ra tiếp tục là đòi hủy bỏ Obamacare. Ừ. Thì cái đó là một trong những cái chuyện mà ông là, ý anh đối là muốn cá. nói. Ý anh là nói muốn nói đến cái mạng filibuster của ông Ted Rui để well, chống yeah. với cái đạo luật và uh -huh. yeah, chống lại cái đạo luật uh, gọi là Affordable Care uh, hồi năm 2013 và ông ấy đã nói liên tu bất tận trong vòng 21 tiếng đồng hồ thưa quý vị 21 <laughs> tiếng thì chúng ta biết là cái filibuster là một cái một cái chương trình có thể nói là nó hơi ngớ ngẩn một chút xíu tức là cho phép những thượng nghị sĩ ở thượng viện có thể nói bất cứ một cái điều gì họ muốn để ngăn chặn cái việc đưa một cái đạo luật nào đó đưa ra bỏ phiếu họ có thể nói từ chuyện pha cà phê chuyện làm bánh nói nói chung họ nói là liên tu bất tận và muốn nói đến khi nào thì nói và trong thời gian đó không có được đưa ra bỏ phiếu và ông Tesfayi đã nói liên tục 24, 21 tiếng đồng hồ có và trong và... thời gian nói đó thì ông ấy ừ. chỉ có thể đứng tại chỗ và ăn vặt cái gì đó hoặc ừ. là uống sữa rồi khi mà ông ấy cần đi vệ sinh thì phải có một cái người đồng viện lên nói thay ừ. và cuối cùng nói đến 21 tiếng thì cái đạo luật vẫn được đưa ra bỏ trong phiếu cái như bình thường. nó vui lắm à? Chắc quý vị cũng còn nhớ cũng có một à, vị à, thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng rất là nổi tiếng ông, ông ông qua đời rồi thì cũng ông ông cũng làm một cái vụ filibuster không biết Trúc Linh biết không ông? ông um lấy Strom, cuốn sách yeah. ông um uh, Strom uh, Thurman dạ uh, yeah, yes. ông lấy cái cuốn uh, danh bạ điện thoại ngày xưa đó, yeah. đó. ông ngồi ông đọc từ trên xuống dưới dạ và cái màn filibuster của ông Strom Thurman đó là lên đến hai mươi bốn tiếng mười tám phút thưa quý vị là cái màn gọi là dài nhất trong lịch sử Hoa Kỳ dạ yeah. hình như uh cái này là về Việt Nam đấu mấy bà mà gọi là cái gì thánh chửi gì đó em. Chắc là cũng thua luôn phải không? Dạ. Yeah. như chúng ta biết thì ở Mỹ thực ra thì cũng có những cái um, chương trình có thể gọi là chương trình cũng rất là thú vị mà đôi khi chúng ta không biết tới ví dụ như là cái gọi là Destinated Survivor uh, Thì cho anh Long biết cái đó rồi um, Có nghĩa là chúng ta biết theo luật của Mỹ Nếu như một tổng thống mà đột ngột qua đời Thì người phó tổng thống sẽ thay Và nếu như phó tổng thống và tổng thống cùng mất một lúc Thì uh, chủ tịch hạ viện sẽ thay làm tổng thống Nhưng mà nếu lỡ như ba người đó Mất cùng một lúc thì như thế nào Cho nên mới có một cái đạo luật ra đời gọi là uh, Destinated Survivor Tạm dịch là người sống sót được chỉ định Thì trong những cái ngày đặc biệt Ví dụ như là ngày uh, À, nhậm chức của tổng thống hoặc là ngày tổng thống đọc thông điệp liên bang thì sẽ có một nhân vật được chỉ định cái nhân vật này có thể là bộ trưởng của một cái bộ không quan trọng được đưa đến một cái nơi bí mật nào đó à, để và họ sẽ được bảo vệ trong cái thời gian mà à, lễ nhậm chức diễn ra hoặc là ngày đọc thông điệp liên bang diễn ra để lỡ như có một cái chuyện gì đó xảy ra đánh bom hoặc gì đó thì cái người kia sẽ được sẽ trở thành tổng thống của hoa kỳ đó là một cái chương trình cũng rất là thú vị phải không ạ à, cái đó là sự rất là tính toán rất là kỹ lưỡng dạ. của hầu như tất cả các quốc gia đều phải có những các kế hoạch như vậy dạ thưa quý vị chuyển sang bản tin tiếp theo cũng không thể không nói đến đó là thượng viện mỹ đã bác bỏ gói viện trợ và ukraine đã nhìn thấy cái nguy cơ là thua nga và câu hỏi đặt ra là liệu mỹ có bỏ rơi ukraine giống như là đã từng làm với việt nam cộng hòa hay không như chúng ta biết là Nga đã xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 12 năm 2022. Như vậy tính cho đến giáng sinh này thì nó đã là tròn 1 năm 10 tháng. Nhưng mà chưa có dấu hiệu nào cho thấy là cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, chỉ có cái dấu hiệu là Nga và Ukraine, đặc biệt là Ukraine đã đuối sức và Mỹ cũng đã đuối sức trong cái vấn đề viện trợ thưa quý vị. Ngày 5 tháng 12 vừa qua thì Tổng thống Zelensky đã có một cái bài phát biểu trực tuyến trước các thượng nghị sĩ Mỹ và giải thích vì sao mà cái đợt viện trợ quân sự mới là cần thiết cho cái cuộc xung đột với Nga. Và trong cái bài phát biểu đó thì ông Zelensky nói rằng là chính phủ của ông đã nhìn thấy cái nguy cơ là thua Nga nếu như mà Quốc hội Mỹ trì hoãn đợt viện trợ quan trọng này. Và ngày hôm sau, của cái ngày phát biểu đó tức là ngày 6 tháng 12 thì Thượng viện Mỹ đã bác bỏ cái gói trị giá là 61,4 tỷ đô la viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine và cái gói là 14,3 tỷ hỗ trợ cho Israel. Và như chúng ta biết thì Ukraine đã có thể nói là họ đã bị kiệt quệ về tài chính sau gần một năm 10 tháng chiến tranh. Vì vậy mà cái việc họ mong chờ tiền viện trợ từ các quốc gia khác là điều hoàn toàn có thể hiểu. Nhưng hầu hết mọi quốc gia trên thế giới hiện nay như chúng ta biết sau cái đợt khủng hoảng Covid thì đều gặp vấn đề về kinh tế. thì Mỹ cũng không ngoại lệ. Vì vậy thì cũng hoàn toàn hiểu được tại sao người Mỹ phản đối cái việc là tiếp tục ủng hộ cho Ukraine. Ngay cả ông Chuck Summer là lãnh đạo phe đa số dân chủ tại Thượng viện cũng đã phản đối cái tiền viện trợ. Mặc dù thì theo phân tích của báo Washington Post mà trong cái bản tin trước chúng tôi có trình bày thì gần 90% tiền viện trợ cho Ukraine thì được xài tại Mỹ, nghĩa là cái số tiền đó được chuyển đến các nhà máy sản xuất vũ khí ở nhiều tiểu bang của Mỹ để sản xuất vũ khí mới thay cho các vũ khí mà Mỹ đã chuyển đi ủng hộ cho Ukraine thì cái số tiền đó hoàn toàn là mang lại lợi ích kinh tế cho nước Mỹ. Và thưa quý vị, trong khi Ukraine thì thất vọng Nga thì lại vui mừng vì Thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua cái gói viện trợ đó. Như vậy, nếu như Ukraine thất bại trước Nga, Mỹ có bị mang tiếng là bỏ rơi đồng minh hay không? Giống như Mỹ đã từng làm đối với miền Nam Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh. Ở à, trong trường này chúng ta thấy cũng có một vài vấn đề nó cũng hơi khác. Thứ nhất là trong cuộc chiến Việt Nam, người Mỹ đổ máu ở đó nhất là khoảng chừng 68.000 quân nhân Mỹ đã, ừ. thiệt, đã tử trận ở tại Việt Nam và đó là điều mà khiến ông Richard Nixon khi mà tranh cử tổng thống năm 1968 ông nói rằng là ông đắc cử tổng thống để bằng mọi giá đem lại hòa bình chấm dứt cuộc chiến và ông ông đã làm cái điều đó bất chấp mọi thủ đoạn kể cả những cái cái, cái kế hoạch mà của ông Henry Kissinger bày ra để mà gọi là phản bội đồng minh à, thì trong cái trường hợp ở rút quân ra khỏi miền Nam thì phải nói rằng là chúng ta nhìn lại nước Mỹ thì thời gian đó người dân Mỹ ủng hộ tại vì quân nhân mỹ chết quá nhiều sáu mươi tám ngàn người trong khi cái cuộc chiến xảy ra ở tại ukraine thì không có một giọt một máu nào của quân nhân mỹ đổ ra ở tại ukraine mà trong thời gian vừa qua chúng ta thấy hoa kỳ chỉ đổ tiền đổ vũ khí vào cho ukraine và làm cho người nga phải nói rằng là kiệt quệ dạ. à, nếu mà cuộc chiến này tiếp tục nữa thì có lẽ rằng là người nga sẽ không có gọi là đủ sức để mà trở thành một cái cường quốc tranh hùng trịch bá họ chỉ dựa vào cái chuyện duy nhất họ còn lại đó là vũ khí nguyên tử yeah. mà đương nhiên khi dùng vũ khí nguyên tử là không có một kỳ, bất kỳ nhà lãnh đạo nào muốn chọn giải pháp đó ừ. vì đó là cái sự tự sát cho chính họ luôn cho nên khi trở lại câu chuyện là uh, cái chuyện không viện trợ cho ukraine lại một lần nữa chúng ta thấy rằng là chính trị nội bộ của nước mỹ quyết định vấn đề toàn cầu và tất cả những cái lý tưởng của người mỹ đều bị nằm trong tay của một số người, một thiểu số cử tri của trong nước Mỹ Và đặc biệt trong lần này Những người mà ủng hộ cho cái uh, chuyện mà chấm dứt viện trợ Thì hầu hết là bên phía đảng Cộng Hòa Nhưng mà cái điều ái âm rất là thú vị là như hồi nãy uh, Trung Linh có đề cập đến Tất cả những khoản tiền mà viện trợ quân sự 90% số tiền nó nằm ở nước Mỹ Mà nó nằm phần lớn ở tại các tiểu bang Cộng Hòa Dạ yeah. Tiền vào trong túi của họ nhưng mà họ không chấp nhận là vì sao cái điều lớn nhất là họ không muốn cho ông Biden được cái credit là ông Biden giúp cho chiến thắng Ukraine. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì là họ từ xưa đến nay chúng ta đều có một cái ảnh một cái cái ấn tượng là Đảng Cộng hòa là đứng đằng sau cái kỹ nghệ vũ khí đứng đằng sau cái chuyện chiến tranh. Nhưng mà tại sao lần này họ lại lại chống chiến tranh Ukraine mà trong khi người Ukraine họ có cơ hội họ thắng người Nga? tại vì thứ nhất là tiền này á, là từ bên phía ông biden và dân chủ đẩy cái chuyện viện trợ cho ukraine và đổ tiền cho kỹ nghệ vũ khí hoa kỳ chứ không phải là phe cộng hòa ừ. cho nên cộng hòa thích ra nếu như vậy tôi mất cái cơ hội để tôi claim credit tôi mất cái cơ hội để tôi cho tiền bên vũ khí bên kia cho nên tôi chỉ tìm cách tôi chặn cái chuyện này lại để mà tôi có được cái cơ hội là Tôi lấy được cái credit đó mà thôi dạ yeah. như vậy nếu như chẳng may mà ukraine thua cuộc có nghĩa là nga chiếm ukraine thì cộng hòa sẽ blame ông joe biden yes. và mm. ông joe biden cũng như là đảng dân chủ sẽ mất uy tín trên thế giới mm. thì cộng hòa lúc đó đổi lỗi là đó là xảy ra dưới thời ông joe biden chứ không phải tôi yeah. chúng tôi không biết như vậy thì ông phía đảng dân chủ cũng như là đảng cộng cũng như là ông joe biden mm. sẽ mất cái vị thế của mình dạ yeah. yeah. à, nói đến cái chuyện mà chiến tranh việt nam thì À, nói đến cái ngày cái đợt mà tại sao mà Mỹ không có viện trợ tiền theo cái lời yêu cầu của ông tổng thống lúc đó là ông Gerald Ford bởi vì lúc đó là ông Richard Nixon bị ép buộc phải từ chức thì cái ngày thì năm 1975 à, thì ông Gerald Ford có yêu cầu Quốc hội Hoa Kỳ phải thông qua một cái gói viện trợ là 722 triệu đô la để ủng hộ cho Việt Nam bởi vì lúc đó là phía Việt Cộng Bắc Việt đã phá vỡ cái hiệp định Paris mà tấn công là đầu, đầu tiên là họ tấn công vào năm 1974 thì họ tấn công vào Phước Long thì họ chiến thắng thì lúc đó phía bên Mỹ đã ông tổng thống đã yêu cầu một cái gói viện trợ nhưng mà phía quốc hội lại từ chối. Thì theo anh lý do tại sao mà họ từ chối do vì do vì kiệt huệ về tài chính hay là vì cái lý do cũng là đảng phái chính trị giống như bây giờ? À, đảng phái chính trị là phần lớn thứ nhất là hồi nãy à, anh có nói là khi ông Richard Nixon ra tranh cử năm 1968, ông đưa ra cái tiêu chí là bằng mọi cách chấm dứt cuộc chiến Việt Nam, quốc quân đội Hoa Kỳ ra trong danh dự. Đó là điều ông muốn và đó là cũng là lý do tại tạo ra một cái đó là cái chuyện tạo ra cái tiền đề để mà họ bắt tay với bên phía Bắc Việt, họ bắt tay với bên phía Trung Quốc và khi họ bắt tay Trung Quốc, họ dâng cái cái hoàng sa cho Trung Quốc, họ không can thiệp. Thì trong cái cuốn hồi ký mới đây nhất của ông Henry Kissinger, ông viết, ông viết một cái câu như thế này. Khi ông Roger Ford hỏi rằng bây giờ có thêm cho tiền đưa quân bà để tiếp tục đánh Việt Nam hay không? Ông Henry Kissinger ông biết rằng là tôi trả lời cho ông Ford là gì? Chúng ta bỏ rồi, chúng ta quay lại làm chi nữa? Cho nên toàn bộ cái câu chuyện là phải nhất là khi mà chính quyền nằm trong tay ông Richard Nixon, nằm trên trong tay lãnh đạo phía đảng Cộng Hòa, họ đã muốn chấm dứt cuộc chiến Việt Nam người đó bên họ họ không muốn thì bây giờ kéo dài cuộc chiến đó để làm gì? Bây giờ đổ tiền vào đi chăng nữa 700 triệu, sau đó lùi lại còn 300 triệu, không có đủ chi phí gì cho cái cuộc chiến đó cả. Yeah. Nhưng mà lúc đó thì ông Richard Nixon đã dính vào cái vụ bà họ đối ký uh, họ, yeah. họ đã ký hết rồi, hmm. họ đã ký là ok, bỏ bỏ toàn bộ cuộc chiến từ năm 1990 72 họ đã có những thỏa thuận năm 1973 họ là ký hiệp định là Paris. mọi chuyện nó đã, đã xong. Dạ. Yeah. Yeah. Thì ngày 27 tháng 1 năm 1973 thì cái hiệp định là Paris được ký và đến ngày một ngày ngày hôm sau đó thì hiệp định ngừng bắn, họ ký hiệp định ngừng bắn và cho đến ngày đến khoảng cuối tháng 3 năm 1973 thì những cái binh lính Mỹ cuối cùng đã hoàn toàn rời khỏi Việt Nam. Um, Thưa quý vị và thưa anh thì vẫn còn những cái bản tin nữa muốn gửi đến quý vị nhưng mà cái thời gian dành cho chương trình của chúng ta đã hết rồi thì không biết anh có cái gì muốn nói thêm? À, tôi mới nhận ra là hồi nãy lúc đầu và Trúc Linh có nói rằng là các tổng thống, các chính trị gia hay nói nhiều, hình như chúng ta nãy giờ cũng hơi nói nhiều cho nên chúng ta không có nói đủ tin. Dạ, <laughs> yeah, thực ra thì thưa quý vị là chúng tôi đã chuẩn bị một còn hai ba cái tin nữa nhưng mà thời gian dành cho chương trình thì đã hết rồi thành ra không thể trình bày thêm được các cái bản tin tiếp theo thành thật xin lỗi quý vị và xin hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo